Mời các bạn đến với nhà thi đấu sân Đông Đan Phượng để xem trận hiệp 2 giữa Tân Lập và Đồng Tháp. Ở hiệp 2, đội Đồng Tháp ở bên chân giữ bên phải và đội Tân Lập bên trái các bạn. Trận đấu bắt đầu. Như vậy là Tân Lập đã có 3 sự thay đổi. Số 3 đá lên, bóng đi hết đường biên dọc, quyền nắm biên về Đồng Tháp. Số 19 Đồng Tháp ném biên. Chín bảy Đồng Tháp, 15 Tân Lập, 98 Đồng Tân Lập, 13 Tân Lập. Đã có phản góc, Tân Lập ngược quả phản góc. Số 13 của Tân Lập thực hiện quả phạt góc. Không được. Bóng ra ngoài đường biên dọc. Tân Lập hưởng quả đá phạt. Đặt rất tốt. Số 20 Đồng Tháp thực hiện quả đá phạt. Số 6 Đồng Tháp đã phá hết ra đường biên dọc. Tân Lập hưởng ném biên. Số 5 Tân Lập ném biên. Không phải
Bóng đi hết đường dọc rồi. Số 13 Tân Lập nhà biên. Tám Tân Lập thực hiện quả đá phạt. Bóng phá hết đường biên dọc. Tân Lập được hưởng cái đá biên. Số 13 Tân Lập nhà biên. Tiếp tục Tân Lập được hưởng quả ném biên. Anh em có duyên với nhau thì chúng ta phải gặp nhau anh. Đá ở chút béo giải đá với mặt mà thường là nhiều khó tiếp tục thế có giải cái là ra là ngọc được bỏ bên bước cửa nhận bóng nhận bóng. Số 19 của Đồng Tháp Nam Biên. Cực nguy hiểm. Số 5 của Tân Lập đã phá bóng ra ngoài đường biên dọc. Phạt góc cho Tân Lập. Hết bạc hết biên. Hết biên ngang. Đá hết biên ngang. Chín Tân Lập. Chín tám Tân Lập.
bóng đi hết đường biên dọc. Đồng Tháp hưởng quả làm biên. An Nguyên Đồng Tháp. Thế rồi. 17 Đồng Tháp. Đồng Tháp. 20 Đồng Tháp. Cái đường này quê vợ đám ra hơi muộn đấy anh nhá. Số 6 Đồng Pháp cái đá phạt. Đá cổ vũ ra quê ngoài á. Đồng Tháp 17 Đồng Tháp rất nguy hiểm. Hay quá. Bóng đi hết đường biên dọc. Thank you.
19 Đồng Tháp, Đà Biên. Tám tân lập, 13 tân lập, từ sâu, rất nguy hiểm, thả bóng ra ngoài, tân lập hưởng quả đá biên, pha tấn công rất nhanh của tân lập. Thế này, tân lập phản công. 7 tân lập. Thăng ngang. Ui, quá sâu. Quá sâu. Bóng đi em ở lại nhé. Kiểu nói bóng đi em ở lại nhé. Mày xem kìa mày, bác sờ chim hết kìa bác đi. Quy bảy Đồng Tháp, 13 Tân Lập, rất nguy hiểm. Thứ 9 Đồng Tháp, bóng ra ngoài đường biên dọc. Thứ 13 Tân Lập, nhà biên. Thứ 12
Kết thúc. Ông ra không? Đứng một chỗ được. Quá là dương dương dương. Ngã chút đi chậm. Ôi đây cái đùa. Đây đây thôi. Rất nhanh, phút 7, rất nhanh. Đường Pháp được hưởng quả đá phạt. Cơ lập được hưởng quả đá phạt góc. Số 13 Cơ lập hưởng quả đá quả thực hiện quả đá phạt góc. Quá sâu. Rất hay.
tỷ số đã sát bằng 1-1 cho Tân Lập. Vị trí Đồng Tháp. Về ba Tân Lập. Về ba Tân Lập thi đấu rất là năng lổ. Ghi tên làm sút vào gôn đi. Đồng Tháp. 11 Đồng Tháp. Chuyển sang cánh phải nhanh. Số 3 của Tân Lập đã phá bóng được. Đây là một trận thi đấu ở vòng loại, phải nói xác định là một trận chung kết sớm của vòng loại. Này ơi, đá giữ chân không lại hỏng. Tập trung vào đá bóng em ạ. Anh ơi, mày đi về đi, mày ngồi để nó đéo đá được đâu anh nói thật. Nhanh. Tài trợ đang vượt bao nhiêu rồi? Tài trợ đang vượt bao nhiêu rồi? 20 Đồng Tháp, Tân Lập, đây là bóng rồi. Số 7 Tân Lập. Tuyệt tốt. Bóng ra ngoài thì bây giờ. Đây là sự thay đổi đầu tiên của đội tuyển Đồng Tháp. Thank you.
đỡ đau đầu. Một cho Tân Lập. Cú phạt góc à phạt. À phạt Tân Lập đã hưởng cả 2-1. Cầu thủ Đồng Tháp đã bị đau. Đã ký hiệu là
sẽ có 4 phút một lần. Không kịp. Bóng rồi, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, tuyệt vị rồi, tuyệt vị rồi. Đã có thẻ vàng. Trong đại kiểm tra nếu không đảm bảo sức khỏe thì ở đây có đây cái bạn này hay quá, choáng à, rất hay. Thank you.
giờ. Kết quả chung cuộc đội tuyển các bạn thắng đội tuyển Đồng Tháp với tỷ số 2-1. Số 21 của Tân Lập. Ăn mừng đội nào? Đội anh đá hôm qua rồi đâu nữa.